Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay 18 tháng 10, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Quỹ Đồng hành Nhà nông, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường và giao lưu nghệ thuật Khát vọng Cửu Long dành cho 100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự lễ trao học bổng có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đinh Thị Diệp Quỳnh. Chương trình đã chia sẻ về hành trình vượt khó của hai tân sinh viên Lê Thị Liên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Trần Minh Tiến, Khoa Báo chí, Trường Đại học Cần Thơ về tinh thần vượt khó điển hình trong số 100 tân sinh viên được nhận học bổng. Với phương châm không để bất kỳ bạn trẻ nào viên kèo khó mà không thể đến giới chẳng đường, tân sinh viên gặp khó có tuổi trẻ như một lời cam kết sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên trong hành trình 21 năm qua của Báo Tuổi Trẻ. Tại buổi lễ, chương trình đã trao 100 suất học bổng cho 100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, 4 năm đại học. Tổng kinh phí chương trình hơn 1,5 tỷ đồng do Quỹ Đồng hành Nhà nông, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và giáo sư Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tài trợ. Ngoài ra, chương trình còn trao 6 laptop cho tân sinh viên thiếu thiết bị học tập. Đây là điểm trao thứ 6 trong chương trình học bổng tiếp sức đến trường năm 2024 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 595 của Báo Tuổi Trẻ. Chương trình học bổng tiếp sức đến trường năm 2024 của Báo Tuổi Trẻ dành cho hơn 1.100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ trao học bổng tiếp sức đến trường và giao lưu nghệ thuật Khát vọng Cửu Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cảm ơn đến chương trình học bổng tiếp sức đến trường do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, đã mang lại những tác động tích cực, hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ và trưởng thành. Các câu chuyện về những sinh viên nhận học bổng đã truyền cảm hứng và sức mạnh tinh thần cho cộng đồng. Đây là chương trình có vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước.